xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Rumba Vlog. Và ngày hôm nay thì mình có một chuyến về quê thăm quê, thì đi ra vườn xem gà vịt ngan ngỗng rồi cây cối, thì mình phát hiện ra một cái ý tưởng rất là hay, đó là lấy một con gà và cho nó đi chầu. Chầu gì? Chầu Diêm Vương. Mình sẽ xử lý với con gà đấy như nào thì mình hiện tại mình chưa biết được, thế nhưng mà mình sẽ cố gắng làm sao mà có một cái món ăn ngon nhất để gửi đến các bạn. Các bạn hãy chờ và đón xem của mình nhé. Các bạn ơi, và sau một hồi bắt gà, đuổi gà thì bây giờ mồ hôi cũng đã ra khá là nhiều, và bây giờ mình sẽ đi thịt nó và làm một cái món đắp đất. Các bạn chờ mình thịt nhé. Mình đã thịt xong con gà. Đấy, mình đã cho em nó khỏa thân xong, và bây giờ thì mình bắt đầu cuốn dưới bạc. Sau cuốn dưới bạc thì mình đắp bùn đắp đất vào để mình nướng nhá. Đắp đất. Mình đã cuốn xong một con gà không lối thoát vào. Cái này không phải là đất sét nên là nó không được đẹp cho lắm các bạn ạ. Nhưng mà không sao, mình cho lên mình nướng thì nó vẫn ngon hết các bạn ạ. Ui, nhưng mà bật quá.
giờ thì khả năng là con gà của mình nó cũng đã chín rồi. Mình thử khui ra để xem có ăn được không nha. Các bạn ơi, mình thử khui con gà này ra nhá, xem có thành công không? Chín không nhá. Mình sợ không thành công lắm, nếu như mà không thành công thì các bạn cũng thông cảm cho mình nhá. Nóng bếp quá. Khả năng là chín đấy. Nếu mà không chín thì thôi mà. Và luộc. Đất cho đen thế này thì chín hay không? Lăm chín rồi đấy, thơm lắm rồi. Thơm lắm các bạn. Đất nguyên này, chưa khô. Chưa khô đất đòi chín. Chưa khô đất mà đòi chín gà. Gà là rất bạc. Chín rồi các bạn ạ. Nhiều nước quá, con gà này kìa. Ok. Món quà của mình đã thành công rồi nha. Các bạn ơi, sau khi mình đã nướng xong con gà này thì mình đã khui ra thì mình thấy nó chín rồi. Và bây giờ thì mình thưởng thức luôn nha. Đây là củ chấm mình tự pha. Gà chín rồi các bạn ạ. Hơi quá lửa các bạn ạ. Đấy. Mình luộc quá lửa nên là hai cái đùi của nó nhấc nhẹ cái là nó ra mất, lột hết cả xương ra. Đây chân này. Chân mình đã giấu hết ở trong bụng của nó. Rất là ngon. Nhưng mà nóng quá. Hiện tại thì đang rất là nóng vừa bởi vì mình vừa mới bỏ ra. Mời các bạn nhá. Thịt miếng thịt đùi này ăn ngon lắm. Ngon đấy. Mặc dù là gà nó hơi bị quá lửa một tí nhưng mà nó mềm, nó không bị bở quá. Thịt nó vẫn dai, vẫn mềm, ngon. Nó không bị bở bởi vì gà mình nhà mình nuôi mà. Không có cám công nghiệp, nhất là gà bắt chạy đồi đuổi bắt gần đâu tiếng rưỡi đồng hồ mới bắt được con gà này. Nên là rất ngon, mời các bạn. Ờ đúng không ạ? Thịt gà rất thơm. Ngon lắm các bạn. Tuy nó hơi quá lửa một tí nhưng mà nó không hề bở một tí nào luôn. Ăn vẫn rất là ngọt, thịt mà nó dai. Trong khi đó rõ ràng là xương mình rút ra. Rút nhẹ cái là ra cả xương mà. Ngon cực kỳ luôn. Gà thì ngon đấy nhưng mà mình ăn cơm mất rồi. Nên là ăn chả được bao nhiêu. Mình có vài miếng mình vẫn có thèm. Ngon lắm rồi. Dừng lại cái đấy thôi. Các bạn nếu thấy hay mình xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh cho mình nhá. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.